Thực sự là việc ra mắt thì cũng là đáng mừng, là rất là thuận lợi. Nhưng mà rõ ràng là trong cái khâu chuẩn bị và cái khâu trước đó thì, và sau đó nữa là hậu kỳ nữa, thì nó hết sức là khó khăn. Bởi vì như quý vị khán giả cũng biết là Thư đang bước vào một cái màu mà rất là mới so với trên cái thị trường mà trên YouTube chưa có, đó là cổ trang. Mà đã làm cổ trang rồi thì mọi người cũng biết là nó rất là khó, rất là nhiều khâu về bối cảnh, về phục trang, về lời thoại, về kịch bản. Thì bởi vì sao? Bởi vì là tất cả những cái thứ đó chúng ta chưa bao giờ trải qua nên chúng ta phải tìm hiểu. Nhưng mà cũng may mắn cho Nam Thư là đứng sau Nam Thư có nguyên một cả một ekip hết sức là hùng hậu và nhiệt huyết bằng tuổi trẻ. Nói thì ekip nghe nó dễ sợ nhưng thực sự nó chỉ là gói gọn trong vòng mấy người, mấy chị em thôi. Nhưng mà rõ ràng là Thư cảm thấy là tới thời điểm này thì có vẻ như là mình đã đi đúng đường, đúng hướng. Theo Nam Thư thì có phải là cái việc mà ra phim ở trên trang mạng xã hội bây giờ có phải là một xu hướng hay không? Mà tại vì gần đây rất là nhiều ra mắt đấy, Nam Thư còn lo ngại về cạnh tranh các bộ phim trên mạng xã hội không? Đó là điều cần thiết. Thư nghĩ đó là điều cần thiết chứ không phải là xu hướng. Có thể gọi là xu hướng cũng được. Tại sao Thư lại dùng là điều đó là cần thiết? Bởi vì sao? Nếu không có cầu thì làm sao có cung? Tức là sao? Là quý vị khán giả hết sức là họ hết sức là chờ đợi, họ hết sức là nghiền ngẫm, hoặc là họ rất là vui vẻ khi họ thấy được một cái sản phẩm mới trên YouTube. Tất nhiên họ chỉ lít vào một cú chuột và xem thôi. Công việc của mọi người trên YouTube chỉ ngồi và xem thôi, xem và bình luận, sập kênh chia sẻ chỉ vậy thôi. Nhưng mà thật sự nói là để mà Thư cạnh tranh thì Thư cũng không có mang tâm lý cạnh tranh lắm trên kênh YouTube. Bởi vì sao? Trên kênh YouTube nó giống như một cái mạng xã hội. Mình đăng lên cái nhà của mình, thứ nhất là để mình thỏa mãn bản thân mình đã, thứ hai là mình phục vụ cho quý vị khán giả để chờ đợi mình sau bao nhiêu năm mình chưa có sản phẩm. Còn nói về cạnh tranh thì ở cái thị trường đó nó rất là nhiều cái đối tượng khán giả. Tuy mỗi đối tượng khán giả sẽ có một cái cách xem phim, cách cảm nhận khác nhau. Và rõ ràng của Nam Thư là Nam Phi Lý Hoàng ghé ra thì như một cái món ăn dọn lên một cái bàn buffet để cho quý vị khán giả cùng thưởng thức. Có rất là nhiều món này các bạn chọn, có thể ăn món này ngán quá xong ăn món này không ngán, mình tráng miệng món khác. Tôi nghĩ là vấn đề đó nó hết sức là đơn giản và gọi là ai cũng có thể xem được cả, mà không có vấn đề gì mà cạnh tranh ở đây cả. Và Thư cũng chẳng bao giờ đặt yếu tố cạnh tranh để làm áp lực bản thân mình cả. Bản thân Nam Thư cảm thấy là cái việc làm phim mạng nó có những cái khó khăn hay là có những cái lợi thế nào? Khó khăn đầu tiên là về tiền, về kinh phí, đó là điều chắc chắn rồi. Bởi vì làm ở trên YouTube, làm ở trên mạng xã hội thì cái điều mà thu về đó nó tức là mình nói nó đúng ra thì mình sẽ bỏ tiền trăm mà mình thu về tiền chục hoặc là tiền chưa tới nữa. Nhưng mà cái điều đó đối với Thư thì thật sự đã đắn đo rất là kỹ trước khi mình bước ra cái thị trường là mình làm rồi, thì mình vẫn cảm thấy là mình không hối hận, mình cảm thấy là mình xứng đáng, mình cảm thấy là mình vui vẻ khi mình làm điều đó. Chỉ mong là quý vị khán giả yêu thương, sẽ coi nhiều, sẽ share nhiều để mọi người có thể sub kênh, để mình có thể động lực làm ra nhiều sản phẩm hay hơn nữa. Có phải là bản thân mình đã trải qua được những giai đoạn rất là khó khăn trong cuộc sống, nên là mình có nghĩ trở lại trước và mình cảm thấy là mình sẵn sàng để vượt qua không? Có thể chia sẻ một chút về những giai đoạn khó khăn nhất. Thư thì một người rất là lạc quan trong khó khăn, và đặc biệt là Thư ít khi nào mà để mình gọi là bế tắc khi mà đưa vào công việc. Đối với Thư, cái vấn đề gì chúng ta vẫn có thể giải quyết được hết, quan trọng là chúng ta giải quyết thì nó sẽ cái hệ quả nó như thế nào, nặng hay nhẹ thôi. Đúng là trải qua rất là nhiều khó khăn. Cho tới thời điểm hôm nay Thư đứng được ở đây, chưa nói là cái khó khăn mà khi mình làm Nam Phi thì đối với Thư nó vẫn nhỏ so với những cái khó khăn mười mấy năm qua mình trải qua, mình làm nghề và bây giờ mình được khán giả biết tên biết mặt, thì đó mới là cái điều khó khăn. Nên bây giờ những cái gì mà Thư làm, Thư nghĩ là mình đang cống hiến trở lại cho khán giả, cho khán giả xem được là cái thành quả của mình, cái công sức của mình làm như thế nào. Và rất lúc nào cũng mong là quý vị khán giả không chỉ ủng hộ riêng của mình Thư, mà ủng hộ tất cả những cái sản phẩm ở trên mạng của các anh chị em nghệ sĩ còn lại. Để làm ra một phim hài cổ trang thì trước đó Nam Thư đã phải có một quá trình nghiên cứu bao lâu để sản phẩm ngày hôm nay? Thực sự cái Nam Phi Lý Hoàng Kế thì chia sẻ lại một lần nữa, Thư quyết định mọi thứ trong vòng chưa tới 2 tuần. Bắt đầu thì lên ý tưởng tới khi chạy kịch bản và mọi ekip xung quanh thì phải chạy, đặc biệt là phục trang. Thì may mắn thực sự là Thư xung quanh Thư có những người ekip, có những bạn rất giỏi. Mọi người cứ coi, mọi người thấy là phục trang của Thư là một bạn thiết kế. Và mọi người sẽ coi ở tập 2, tập 3 những cái hình ảnh trên phim, những cái set cung điện, set cảnh vẫn là bạn đó làm luôn. Thì rõ ràng là Thư có một ekip trẻ, họ rất là nhiệt huyết và họ đam mê giống như mình. Mình nói mình trình bày ý tưởng của mình như vậy, chỉ muốn làm như vậy. Thì nhanh chóng thôi, họ hiểu được ý của mình và họ làm theo đúng ý. Thì
Thư rất là may mắn, mọi người cứ nghĩ là Thư sẽ chuẩn bị rất lâu. Đúng là Thư chuẩn bị, nhưng mà thực sự là Thư chuẩn bị không lâu lắm. Cái giai đoạn mà lâu là cái giai đoạn hậu kỳ về sau. Bởi vì về mình phải làm sao mình cắt dựng, mình đưa ra một cái sản phẩm gọi là hay nhất. Và đặc biệt trong cái khâu mà cắt dựng để mà lấy được tiếng cười của vị khán giả thì nó càng khó khăn hơn. Thư có tự tin mình là cái người đi tiên phong và sẽ có những cái thành tựu nhất định trong cái việc mà sẽ làm cho trang? Tiên phong thì Thư không dám nói, bởi vì ở trên trang, các trang mạng thì bây giờ đã có rất là nhiều người làm rồi. Thư cũng chỉ là sinh sao đẻ muộn thôi. Đây là một điều rất mới khi mà Nam Thư bước vào cái thị trường này. Trước giờ mọi người cũng thấy là Nam Thư xuất hiện trên phim, game show, còn thị trường về YouTube thì Thư chưa bao giờ bước vào. Thì bây giờ Thư mình bước vào, mình cũng là lính mới thì mình vẫn đang trên quá trình hết sức là học hỏi tất cả mọi người. Ai cũng vậy, không chỉ riêng Thư, các anh chị em nghệ sĩ cũng vậy. Khi mà làm một sản phẩm lúc nào cũng muốn cái sản phẩm mình tốt nhất, hay nhất, và muốn lúc nào mình cũng sẽ duy trì được cái việc làm đó. Nhưng duy trì được việc làm đó hay không á, mà còn làm sản phẩm cho quý vị khán giả coi hay không á, phụ thuộc vào kinh phí, phụ thuộc vào tài chính, rồi phụ thuộc vào rất là nhiều thứ nữa. Như quý vị khán giả rất là la ó sau khi Thư phát hành tập 1, quá lâu sau Thư mới bắt đầu ra tập 2. Tới hiện tại khi mà Thư đứng trả lời phỏng vấn đây thì Thư chỉ mới cho ra trailer thôi, chưa có tập 2. Thì đầu tiên là sự chờ đợi nôn nóng của khán giả, sau đó là tới khi họ thực sự là hơi bị nổi giận một tí xíu và trách móc là tại sao quá lâu. Nhưng mà cũng rất là mong quý vị khán giả phải hiểu cho Thư. Nó rất là nhiều. Ở cái thời điểm này quay nữa, nó mọi thứ nó khó khăn lắm. Thời tiết nè, rồi diễn viên nè, rồi kinh phí nè, rồi về hậu kỳ dàn dựng nè, rất 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 nhiều. Nói chung là bản thân Thư và ekip xung quanh lúc nào cũng cố gắng hết. Đã hứa với khán giả thì sẽ ra. Không biết là mình sẽ cam kết Nam Phi Lưu Hoàng Kế mình sẽ làm bao nhiêu tập, nhưng mà chắc chắn là tập nào ra cũng sẽ không bao giờ để quý vị khán giả phải thất vọng. Sau tập 1 ra thì Thư đã có đọc cái comment ở trên mạng hay không, và Thư cảm thấy nào? Thư rất là theo dõi, luôn luôn theo dõi trên cái comment của mình, trên cái trang mạng của mình. Và Thư là người trực tiếp vào trả lời, cũng như là có thể là like hoặc là thả tim cho cái bình luận nào mình cảm thấy yêu thích. Thư thì ý kiến nào Thư cũng lắng nghe cả, dù khen hay chê. Thì bởi vì Thư nghĩ là mình làm ra sản phẩm, tất nhiên phải có dư luận cả hai chiều. Đó là một điều hoàn toàn bình thường. Và Thư, thậm chí Thư còn, đôi khi Thư còn cảm thấy cảm ơn những cái lời mà đã góp ý, hoặc là cái hơi nặng lời một xíu. Thứ nhất là để nhắc nhở mình phải làm sao để những cái việc vị khán giả khó tính, hay là những cái anh hùng bàn phím này, sau này sẽ không dùng những cái từ ngữ hơi bị nặng nề cho mình nữa. Thư có nghĩ là những cái lời bình luận khắc khe ở trên mạng sẽ giúp cho phim mình tốt hơn, và đó là cái điểm thế mạnh để mình làm phim trên mạng không? Chỉ một phần thôi, chỉ một phần nào đó thôi. Lắng nghe ý kiến từ trên mạng hay là từ mọi người thì Thư lúc nào cũng phải cân nhắc để mà lắng nghe, tại vì mình không thể nào mà làm gì làm. Đối với bản thân Thư thì một người quá sức là mạnh mẽ, nhưng mọi người ai cũng biết khi đã tiếp xúc với Thư thì Thư lúc nào cũng bảo vệ chính kiến của mình đầu tiên. Và Thư nghĩ là tới thời điểm này, những gì mà Thư nghĩ và Thư làm tới thời điểm này là đúng, tức là cái linh tính mình đúng, thì mình cứ mách bảo đi. Còn chuyện mà nghe lời của quý vị khán giả hay là để mà ấy thì cũng có, nhưng mà vừa phải. Nhưng mà mong quý vị khán giả giơ cao đánh khẽ thôi. Bởi vì sao? Hiểu cho anh chị em nghệ sĩ, phát hành trên mạng thì chúng ta cũng ngồi ở nhà coi miễn phí. Và khi coi miễn phí thì khi mà bình luận thì cũng hơi nhẹ tay một xíu, tại vì gì đâu có bỏ tiền bỏ vé coi đâu nha mọi người. Mọi người cũng khá là tò mò về chuyện tình cảm của Nam Thư, không biết là bây giờ chuyện tình cảm của Nam Thư có phát triển tốt hay không? Thư là một người ít muốn chia sẻ về chuyện tình cảm bản thân, bởi vì Thư nghĩ là mọi người nghĩ là mình sẽ không chia sẻ để gọi sao ta, để dạng như là bí ẩn cũng được. Thì mọi người cứ nghĩ đi, Nam Thư là một cô gái nhìn vào thì lúc nào cũng mạnh mẽ, thậm chí đôi khi hơi nóng bỏng một chút xíu, nhưng mà thôi, cho cái chuyện tình cảm cô ấy hơi mạnh mẽ đi. Khán giả cứ việc thắc mắc là cô ấy đang yêu ai, quen ai, mà cô ấy có yêu trai không hay yêu gái, cứ thắc mắc đi, Thư thích như vậy hơn. Cái điều gì trong cuộc sống thì Nam Thư cảm thấy là ghét và mọi người thích? Cái điều mà trong cuộc sống này mà làm Thư không thích và bực mình nhất là những cái điều gọi là giả dối, và những người không có chí tiến thủ, không có chí cầu tiến. Thư không bao giờ thích điều đó. Bởi vì rõ ràng bản thân Thư so với những bạn còn lại, ví dụ như bé Nhi, như bé Buka, bé Khả Như, thì Thư vẫn là đứng ở vị trí đàn chị. Nhưng mà thật sự ngay thời điểm này Thư lúc nào cũng phải học hỏi. Lập cũng vậy, Thư coi xong cái series A Chết Do Tay Quỳnh Lập thì Thư càng phục.
Và Thư rất là, Thư bước ra Thư làm, Thư biết phải lập phải khó khăn hơn Thư như cái nào, cực như thế nào, mà Thư vẫn đang học. Thì Thư nghĩ là một người là làm gì làm, chúng ta phải luôn cầu tiến. Đó là một điều, đó là một cái điều gọi là cần thiết cho mỗi con người. Bởi vì bạn có cầu tiến thì tức là bạn có cầu tiến thì tức là bạn có tí tiến thủ thì bạn mới có thể thành công, mới có thể phát triển được. Cái điều gì mà Thư năm Thư hay làm mà Thư năm cảm thấy điên rồ nhất mà Thư? Điên rồ nhất hả? Hay có cái sở thích điên rồ nào nhất? Sở thích mà điên rồ thì Thư thực sự Thư bị điên đó mọi người ơi. Ở nhà một ngày một Thư là không bao giờ mọi người chịu nổi đâu, Thư bị khùng lắm. Sáng nắng chiều mưa, buổi trưa là lâm râm đó. Còn về điên rồ thì Thư nghĩ là những cái ý tưởng mà Thư làm cũng hết sức là điên rồ. Giống như là Nam Phi Lương Hoàng Kế, Thư chỉ quyết định quay trong vòng một nốt nhạc là Thư bắt mọi người cùng chạy, là Thư là một người hết sức điên rồ về ý tưởng. Muốn là làm, thích là làm. Trước đó đáng lẽ Thư có một cái dự án lớn hơn nữa, nhưng cuối cùng Thư gác lại Thư làm Nam Phi, quyết định trong 1 phút 30 giây. Thì Thư nghĩ đó cũng là một cái điều những điên rồ. À vậy thì mình nói ngắn gọn thôi ha. Nam Thư là người rất điên rồ trong những quyết định.